Thưa quý vị, ngày 14 tháng 1 tại thủ đô Viên, Cộng hòa Áo, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã tổ chức chương trình Tết cổ truyền và chào xuân mới mang tên Gala Xuân 2017 với sự tham dự đông đảo của cộng đồng người Việt tại đây. Khoảng 700 kiều bào và khách quốc tế đã được thưởng thức một chương trình Tết đậm đà bản sắc dân tộc qua những điệu múa, bài hát, những tà áo dài dân tộc Việt Nam tại Gala Xuân 2017 và cùng tìm hiểu những phong tục trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam như mừng tuổi đầu năm. Cũng tại đây, mọi người cùng được nếm hương vị bánh chưng, giò, chả, nem rán, những món ăn đặc trưng của ngày Tết. Cộng đồng người Việt tại Áo đã và đang lưu giữ những giá trị văn hóa Việt qua nhiều thế hệ và giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Đinh Dậu 2017. Tại Liên bang Nga, sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học trên toàn nước Nga cũng đang chuẩn bị cho cái Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Vào những ngày này, sinh viên Việt Nam tại nhiều thành phố trên toàn Liên bang Nga đang bước vào kỳ thi cuối học kỳ 1 của năm học. Tuy nhiên, bên cạnh việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho các môn thi, thì các hội sinh viên Việt Nam ở các trường đại học hay hội sinh viên Việt Nam ở các thành phố tại Nga cũng đang náo nức chuẩn bị cho Tết Nguyên đán trong điều kiện thời tiết mùa đông nước Nga có nhiều bất thường. Hiện có khoảng 6.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Nga. Năm 2017, chính phủ Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam từ 855 đến 1.000 suất học bổng đào tạo theo các trình độ, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh. Tại thành phố Trung Lịch, Đài Loan, Trung Quốc, những người Việt đang sinh sống, học tập và lao động tại đây đã bắt đầu mua sắm chuẩn bị cho Tết Đinh Dậu và các cửa hàng của người Việt tại đây cũng đang trở nên nhộn nhịp. Ở thời điểm những ngày nghỉ cuối tuần, lượng khách hàng mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết đông đúc hơn. Tại các cửa hàng tạp hóa, những mặt hàng Việt Nam đã được bày bán. Kinh doanh hàng tạp hóa Việt Nam là một trong những công việc mà nhiều người Việt Nam tại Đài Loan lựa chọn. Ngoài bán những hàng hóa thông dụng thường ngày, thì những cửa hàng như thế này còn cung cấp những mặt hàng chuyển từ Việt Nam sang như bánh đậu xanh, bánh chưng, bánh tét, các món muối chua như là kiệu, hành, các loại gia vị, các loại mứt Tết để phục vụ bà con người Việt ăn Tết đầy đủ tại Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, mở nhà hàng kinh doanh chuyên phục vụ món ăn Việt không chỉ để mang lại thu nhập cho người Việt ở nước ngoài mà còn là nơi để cộng đồng người Việt gặp gỡ và giao lưu. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự được VTC10 thực hiện tại một nhà hàng của người Việt ở thành phố Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc. Nằm trên con phố Đào Anh của thành phố Đào Viên, Đài Loan, nhiều người trong cộng đồng Việt đều biết đến nhà hàng Hồng Lê. Nhà hàng có nhiều món ăn cổ truyền của Việt Nam và là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng. Đây chỉ là một trong rất nhiều sự kiện lớn được cộng đồng người Việt tại Đài Loan tổ chức ở đây. Với không gian rộng, đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng, đặc biệt, nhà hàng còn xây dựng một ban nhạc khá chuyên nghiệp mang tên Hồng Ngọc. Lên nhà hàng Hồng Lê như một mái nhà của mình, tất cả anh em lao động Việt Nam rất là đông. Các hội đồng hương hay các hội gì đấy là hay về nhà hàng Hồng Lê, là người ta đến đấy là để giao lưu, để học hỏi, thì cùng nhau chia sẻ các khó khăn trong cuộc sống, gia đình và nơi làm việc. Đặc biệt đến đây, các cộng đồng Việt và người Đài Loan có thể thưởng thức những món ăn ngon từ dân dã đến đặc sản của Việt Nam và Đài Loan. Từ khẩu vị cho đến cách trang trí món ăn luôn được nhà hàng chú trọng. Khẩu vị của Đài Loan thì người Đài người ta thích ăn như là không thích chua và cũng không thích cay lắm. Còn có người thì người Đài Loan có người thích ăn cay, có người thì không thích ăn cay, nên còn của người khẩu vị của Việt Nam mình thì có miền Bắc và miền Nam. Dụ miền Bắc mình thì nó người Bắc mình thích ăn như kiểu đậm đà hơn và không ngọt và không chua lắm.
Còn khẩu vị của miền Nam thì người miền Nam thích ăn ngọt nhiều hơn. Với mặt bằng 400m² một sàn, nhà hàng có 4 sàn với hệ thống phòng cháy đạt chuẩn Đài Loan. Hồng Lê vừa kinh doanh nhà hàng kiêm karaoke, sự kiện, đám cưới, phòng to nhất có thể chứa 120 người. Nhà hàng cũng phục vụ chụp ảnh cưới trọn gói, sinh nhật. Nhiều người Việt đến đây đều có cảm giác như đang ở Việt Nam. Hồng đã có cái tâm huyết trong cái nghề ẩm thực này rồi. Cộng thêm với những cái âm nhạc mà các giới trẻ thích nữa thì Hồng nghĩ rằng nó sẽ tuyệt vời hơn. Đồng hành với ngày vui của các bạn trẻ hay các cầu thủ bóng đá cộng đồng, Hồng Lê không chỉ là một nhà hàng mà còn là một mái nhà ấm áp dành cho những người Việt xa xứ tại Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, bà chủ của nhà hàng trong phóng sự chúng ta vừa xem chính là chị Hồng Lê, một cô dâu Việt đã sống và làm việc tại Đài Loan được gần 20 năm. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, cộng với sự đam mê trong nấu ăn, chị đã quyết định mở nhà hàng ăn uống tại Đài Loan. Và đây là cửa hàng thứ hai của chị tại đây. Để hiểu rõ hơn về công việc của chị cũng như vì sao chị lại thành công như vậy, phóng viên VTC10 đã có cuộc trao đổi với chị. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đã xin Hồng cho biết là cơ duyên nào đưa Hồng đến với việc kinh doanh nhà hàng và những cái điều kiện là khó khăn và thuận lợi khi mà kinh doanh nhà hàng? Cái việc kinh doanh thì thực sự là cái sở thích của Hồng. Người Đài Loan và người Việt Nam là hai cái thị trường, cái sở thích là khác nhau hoàn toàn. Để đánh bật được cái thị trường này thì Hồng cũng đã suy nghĩ rất là lâu và phải đi vào cái tâm lý của người Đài Loan là người ta cần gì và người Việt cần gì. Thế còn để mà những cái thuận lợi là Hồng rất là may mắn đã khi mà bước chân đến Đào Viên này mở một cái nhà hàng thứ hai này thì Hồng đã gặp được hội trưởng của nối vòng tay lớn ngày đó là Phạm Văn Quân và Quốc Vượng đã đồng hành cùng nhà hàng bất cứ một chương trình to nhỏ gì. Họ cũng đều ủng hộ nhà hàng. Từ đó mà nhiều cộng đồng Việt viết tới nhà hàng. Có xem qua menu thì có rất nhiều món ăn Việt. Thế làm sao để có thể là lưu giữ và có thể là đưa những cái món ăn Việt đến với cộng đồng người Việt tại Đài Loan? Thì Hồng có thể nghiên cứu, mặc dù là không những là qua mạng tại Đài Loan mà thậm chí Hồng còn phải về Việt Nam, nghĩa là vào ra Bắc vào Nam để bỏ ra rất nhiều những cái thời gian để đi xem cái thị trường hiện nay là cái ẩm thực ngày nay là hot ở cái những cái thành phần nào. Thì thôi cũng từ đó là Hồng có thể là đem những cái món ăn mà từ bên Việt Nam, từ Bắc đến Nam chọn những món ăn đặc sắc nhất để đem về Đài Loan. Trong những năm vừa qua thì kinh tế Đài Loan cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thế thì với cái nhà hàng Việt Nam thì theo Hồng thì kinh nghiệm làm sao để khởi nghiệp và thành công trong lĩnh vực nhà hàng? Khi mà mình đã có một cái chút kỹ thuật với ẩm thực rồi thì mình ẩm thực mà đã ngon miệng rồi thì sản phẩm biết nói. Thì Hồng không ngừng phải tạo ra mọi những cái phương châm yêu ái khách hàng, thường tạo ra những cái mối quan hệ thân thiện với cộng đồng, với các sự kiện của những cái cuộc tổ chức ở đây để cho mọi người tự, nghĩa là cảm thấy có ấn tượng tốt với nhà hàng mà thôi. Thì đó là cũng là qua đó mà Hồng thấy rằng là ba cái điểm này là thứ nhất là thái độ phục vụ, cái thứ hai nữa là cái chất lượng ẩm thực và cái thứ ba nữa là cái quan hệ với cộng đồng khăng khít, là ba cái điều này là rất là quan trọng. Vâng, xin cảm ơn Hồng đã tham gia cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình VTC10. Thưa quý vị, tại New Delhi, Ấn Độ, để mở đầu chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ và 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức hội trại giao lưu giữa các họa sĩ Việt Nam và Ấn Độ. Họa sĩ hai nước ngoài sáng tác các tác phẩm còn cùng nhau trao đổi, chia sẻ kiến thức về lĩnh vực hội họa. Tại buổi giao lưu, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ ông Tôn Sinh Thành cho biết các họa sĩ, nghệ sĩ Việt Nam sẽ còn nỗ lực hơn nữa để mang các tác phẩm thấm đậm tâm hồn Việt, bản sắc Việt đến với bạn bè Ấn Độ nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung. Những hình ảnh buổi giao lưu này cũng kết thúc bản tin Người Việt Nam Châu của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.